Xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã đến với kênh của Điền Vlog. Chúc anh em có một ngày xem video hoặc là vui vẻ nha. Cảm ơn anh em thời gian vừa qua đã theo dõi và ủng hộ mình rất là nhiều. Cũng mong là anh em theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian sắp tới nha. Thì hôm nay vẫn như mọi khi anh em, mình lên cho anh em một lô hang bổi cam cứng và vài con lửa nha. Thì cụ thể là 3 con lửa và 9 con hang nha. Thì cũng giống như mọi khi thôi anh em, mình buộc cánh mình tập cám. Thì mình báo giá cụ thể từ con, anh em ưng mẫu nào, giá tiền hợp lý, alo cho mình. Đó, còn anh em comment đó, bình luận đó, nhiều khi mình không thấy rồi không mua được một con chim anh em. Nhiều khi mình thấy con chim đó khoái nhưng mình mua không được. Rồi mấy hôm sau anh em mình kiếm không có mấy mẫu đó đó. Anh em đừng ngần ngại chi 1-2 nghìn tiền điện thoại á. Cứ nhắc máy alo trực tiếp số điện thoại trên màn hình nha. Đây, thì sáng giờ mình cũng cho tắm rửa phơi nắng rồi dọn lòng xương xương anh em. Rất là nhiều nha, anh em phái mô nào cứ alo trực tiếp cho mình nha. Rồi, vô vấn đề chính anh em ơi. Rồi, mình lên trước cho anh em 3 con lửa nha. Đây, anh em thấy nè, 3 con lửa rất là ok nè. Mình ra lòng tắm rửa các kiểu con đà điểu xong hết rồi nha. Để mình dơm lại mình giới thiệu từ con cho anh em xem. Rồi, đây là con mã số 1. Mã số 1 thì có giá là 400k nha. Thì con số 1 này thì đuôi là 16 cộng nè. Đây, anh em nhìn thấy nè, thấy không? Tướng thì nó cũng rất là đẹp nè. Nó không xuất sắc như mà mấy con lửa VIP anh em, nhưng mà nhìn tướng nó anh em thấy nè. Đuôi hai đuôi bằng nha anh em, hơi bằng, hơi so le nhẹ tí. Đứng cái tướng thì khỏi chê vô đâu rồi nha. Đó, con này chỉ 400 cành. Nhìn cái tướng nó. Cái đuôi thì nó hơi cong tí anh em. Hơi cong tí nha. Đây. Số 1 này chỉ 400 cành. Thì dòng lửa này cũng rất là nhanh hừng với mà nhanh hót hơn hang nha. Đó. Số 1 400 cành. Rồi đây là con mã số 2. Thì con mã số 2 này thì đuôi ngắn hơn con số 1 rồi. Con này chỉ có đuôi 15 thôi. Nhưng mà tướng nó thì không có thua mấy con kia anh em. Nhìn tướng nè, nhỏ xíu con thấy không. Cánh sệ mẫu gà che hai đuôi bằng háng nha. Con mã số 2 này đồng giá. Ủa mà quên, 3 con này đồng giá hết nè. Đó, con mã số 2 đuôi 15. Nó xíu con rất là đẹp nha. Rồi, tiếp đây nè, là con mã số 3 nè. Con này nãy giờ anh em mình nghe nó tạch suốt không? Rất là xiên nha. Thì con này là đuôi 17 cộng nè. Đuôi thì so le nhẹ chắc cỡ như em anh em. Đó, tạch suốt đứng cái tướng hết biết chưa. Rất là xiên miệng nha. Con này anh em bắt về vô cám đi, lên mồi à. Là rất là nhanh kêu nha. Rồi, 3 con này sản phẩm đồng giá nha. Anh em cần thì alo cho mình. Rồi, tiếp tục là lên cái chương trình hang nha. Thì nó lại vô bao game này nè, 4, 5, 6 nè. Nó đi đúng hướng như mọi khi nè. Rồi, đầu tiên là con mã số 4 nè. Thì con mã số 4 này thì nó có giá là 400k nè. Đó, anh em thấy nè. Tướng hết biết chưa. Cao cầu nè. Tướng thì cũng khá là to nè. Nhảy lên nhảy xuống rất là ok nè. Cái gói nó thì dám chừng cỡ gói rất là cao nè. Chân dài cỡ 1m8 luôn á. Đuôi thì xè khá là to nha. Con này như nó có rụng cọng đuôi ngay bên phải tím nè. Nó ra đường khúc rồi đó. Đó, nhảy nó rất là khôn nè. Tướng rất là đẹp nha. Con này 400 cành, anh em mình về chăm nghe hót. Hót thì ok hơn anh em. Đó, rồi thấy chưa? Rất là ok nha. Rồi, đây là tới con mã số 5. Thì con mã số 5 này thì cũng có giá là 400k nè. Tướng thì không bự bằng con nãy anh em, nhưng mà hình bộ, hình dáng đâu nè. Nết đồ thì nó không vui gì con nãy nha. Tướng thì nhỏ hơn con nãy tí. Nhưng mà con này rất là cao cầu nè. Đầu thì đầu hơi xà nè. Mỏ to, mũi hông anh em. Nó mình thấy nó nhảy lên cầu chạy qua chạy lại rất là ok chưa. Đó, con này anh em về ha. Mình vô chặt mò nó cào cào nè, liêu điêu nè. Rồi lên cho nó cám xịn xịn ha, tắm rửa phơi nắng này. Kêu thì hết sảy luôn nha. Đó, rồi. Tiếp đây là tới con mã số 6 nha. Thì con mã số 6 này thì giá nó chỉ có 300k thôi. Lúc sáng mình tắm rửa rồi nó bị vụ cái cánh ra đó. Rồi mình làm biến mình buộc lại luôn nha, mình để vậy luôn. Con này như cù được rồi anh em, nó có rụng mấy cọng lông đầu nè. Tướng thì anh em khỏi chê ha. Rất là đẹp luôn ha. Tướng thì hon gọn nè, cánh sệ nè, nhảy nết khôn nè. Đầu không chày, đuôi không tưa.
Có xấu một cái là nó chống chống nghe cái ót nó miếng mớ lông nha. Chỉ 300 cành thôi. Rồi ba con này, anh em nào mà kết con nào alo cho mình nha. Rồi, tiếp tục 789 nha, chơi nguyên cái sảnh luôn rồi nè. Rồi. Thì con số 7 này là 350 nè, để cho bay lên nha. Con này cũng khá là dạng. Anh em thấy nè. Lúc lắc cái lồng nha. Đó, con này ăn cám vi vu anh em, không phải là con chim ốm nó xi nha. Đây, anh em nhìn nè. Rất là dạng luôn nha. Cho nó lên đi rồi mình giới thiệu cho anh em thấy để nó núp núp dưới không à. Con này là trướng thì trung chim anh em. Trung chim, con này hiên về muốn hót hơn nha, nhỏ xíu con à. Tướng khá ok nè, đó tới giờ nhảy rồi, nhảy qua trời luôn kìa. Nhưng mà nó nhảy nít côn nha, đầu không chày, đuôi không tưa. Con này chỉ 350 anh em mình về chăm nha. Đây. Rồi nhảy rồi, chịu nhảy rồi. Rồi, tiếp đây là con mã số 8. Con mã số 8 này nó có giá là 400k nè. Đây, con này nó chịu khó đứng để mình ngồi xuống quay chút nè. Đó, con số 8 này thì con chim mới ăn cám anh em, nó còn hơi ốm nha. Nó còn hơi ốm, nó chưa được mà mập lúc, nhưng mà con chim mình đã qua nuôi rồi nha. Nhưng mà anh em thấy nè, con này trung chim nè. Chân cao, chân nó rất là cao nha. Tại nó đứng nó hơi còn khum á. Mắt móng mỏ đẹp ok nè. Con này khá là dạng luôn nè. Đó, tướng anh em thấy nè. Đầu xà nè, mũi hông mỏ bự nè. Con này mình về mình nuôi nghe hó cũng được, nuôi đá cũng được. Vô bộ nè. Nhưng mà vô nó vô bộ đá nhưng mà nó hơi nhỏ con nha. Đây, để cho nhảy xuống cái nữa. Đây anh em thấy nè, nhảy rất là linh hoạt nha. Đó. Con số 8 này là 400 cành nha. Rồi. Tới con mã số 9 này đi. Thì con mã số 9 này có giá là 400k nè. Đầu tiên anh em nhìn nè, khá là to, chân rất là chân cao nha. Đầu to, mỏ to nè. Nhảy nít khôn nè. Đứng cái tướng cao cậu anh em, khỏi chê anh em. Anh em chốt bộ này về nuôi đá nha. Con này thì lúc trước đó em, mình tắm cái lồng nhỏ nó không sao, rồi mình có mình thử mình thả ra lồng lực á, lúc nó vào tắm thì ok. Rồi lúc mà nó ra đó nó có hơi chạy hai bên mỏ nha. Nhưng mà nay mình không có cho vô lồng lực nữa nên tắm không tắm lồng nhỏ đó, nên nó cũng ngon lành rồi. Anh em thấy hai bên mép đó, hai bên mép dưới á. Con này anh em mình chốt về nuôi đá là hết bài luôn nha. Rất là to luôn nè. Chân cao nè. Móng anh em nhìn thấy nè, nó ôm sắc lẻm luôn á. Đó, đầu to, mỏ to nè. Rồi, ba con cuối cùng nha anh em, 10, 11 và 12 nha. Có con số 10 lọt dạng, nó có 350 đây nè. Anh em nhìn nè, tướng thì cũng khá là to đây nè. Đó, nhảy thì cũng được anh em, không nhát, không dạng nha. Nhưng mà nhảy nó khôn nha, không chày đầu, không chọt đuôi nè. Con này tướng khá là to nè. Mấy con nhát nhát à, mình quay ít một chút nha. Đó, rồi. Đây tới hai con cuối nè, con này số 11 nè, con mã số 11 này là 450 nè. Anh em thấy nè. Đầu tiên nè, nó khá là dạng, khá là đầm luôn anh em, nó không sợ gì hết. Tướng thì khá là to nè. Đứng thì đuôi giật 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 anh em thấy không? Đó. Đuôi vẫn liên tục nha. Cái tướng này mình chê vô đâu được anh em. Con này cũng khá là dạng, cầm im im đứng im ru luôn anh em. Đây, thấy chưa? Không có chê vô đâu được anh em. Con này về rất là nhanh hót nha. Đó. Rồi, con này là 450. Anh em mình chốt về nghe hót là hết bài luôn, hết sảy con bà bảy luôn nha. Rồi. Con cuối cùng đi anh em. Con cuối cùng này là con số 12 nè. Thì con số 12 này nó có giá là 500k nè. Đây, nó cao nhất trong ngày hôm nay nha. Đầu tiên anh em thấy nè, rất là to con nè. Bự con nha. Bự chà bá nái luôn. Nhảy thì nhảy nết rất là khôn nè. Vì chân cẳng ok nè. Thì con này về vừa hót vừa đá được anh em. Đuôi xè khá là to nè. Tướng thì cũng to nè. Đầu to, mỏ to nè. Rồi ngực ưỡn anh em. Ngực nó chà bá nái luôn. Đây. Đó, con này anh em về nuôi đá cũng được, nuôi hót cũng được nữa. Khá là dạng anh em. Nhảy nết khôn nha. Thì con số 12 này là con cuối cùng ngày hôm nay 500k. Anh em nào phái mẫu này
chốt về nuôi đá không được, nuôi hót thì cũng vi vu anh em.